Xin chào các bác nhá. Thì hôm nay sản phẩm Smart Home giới thiệu với các bác về cái bộ đèn led pháo hoa nhá. Đấy thì mình đang review này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bác về cái cách cài đặt số led từ dưới lên trên tâm tia và từ tia ra nhá. Đây là cái tủ mà mình lắp này. Tủ sử dụng tủ Li-wa nhá. Nguồn sử dụng nguồn 5V. 5V 20A. Đây là bộ điều khiển này, đầu vào 5V này, đất này, data led này, để nối với led đầu tiên đấy, để ra âm thanh các bạn cắm vào đây, đấy. Mạch này thì bên mình đã thêm cái chống ngược cho mạch để tránh những người các bác cắm nhầm, cộng với là thêm trở hàn dòng ở đầu ra của IC đệm này, tránh những hơn là mình cắm nhầm nguồn vào. Ok, đây là đến set thì đầu tiên nhấn giữ set này. Các bạn bắt đầu set cái số lượng led từ dưới đất lên này, nhấn giữ led này. Nhấn giữ set này. Đấy, led sáng lên chữ cột này. Đấy, led sáng lên chữ cột này. Thì bắt đầu nhấn tăng giảm. Đây. Nhấn tăng. Đấy. Nhấn dấu cộng để tăng lên này. Đấy, như này là thừa rồi này, mình sẽ nhấn trừ đi này. Đấy, đến con led cuối cùng của bắn lên trên này thì mình dừng ở đây, thì mình bắt đầu là nhấn giữ nút set tiếp này. Đấy, nhấn giữ nút set tiếp này để led lên tia này. Đấy, chuyển led đỏ lên tia này. Lên tia thì mình bắt đầu nhấn dấu cộng này. Đấy thì tia nó sẽ màu xanh, còn tia bắn từ dưới đất lên thì nó gọi là sẽ là màu đỏ nhá. Đấy thì bao nhiêu led thì các bạn cấu hình bấy nhiêu led. Đấy, tia là màu xanh. Ok, khi đạt ưng rồi, đây ví dụ nhấn trừ này. Đấy, nhấn cộng này. Đấy, cộng ở đâu dừng ở đấy. Khi ưng rồi thì đến đoạn led mình ưng rồi thì mình nhấn giữ set này. Đấy thì nó đang là tốc độ của tia bắn dưới lên, mình nhấn dấu trừ này. Đấy, nó chậm hơn đấy. Đấy, chậm hơn. Nhấn dấu cộng này. Đấy, ưng chưa? Khi mình ưng tốc độ này rồi thì mình chuyển sang nhấn giữ tiếp nút set này thì nó nháy lên cột này. Đấy. Thì bây giờ cột này, đây là tốc độ của cột này, nhấn cộng trừ để thay đổi tốc độ này. Mình nhấn trừ này. Chậm hẳn này. Cộng này, tăng lên này, tăng lên đấy. Ưng ở đoạn hiệu ứng nào rồi thì mình bắt đầu là nhấn tiếp giữ set này. Đấy, nhấn giữ set thì nó về chế độ dăn, bắt đầu chạy đấy. Đấy, rắc âm thanh. Đấy, bây giờ mình quay rộng view các bác xem nhá. Bật ba to một tí nữa này. Bớt điện này. Khá đẹp đấy. Nhà nó hơi hẹp. Thì tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn đã theo video.